ba hàng luôn hàng dạ, đó là con số 7. Con số 7 là con số là rất đặc biệt là về mặt học. Học Phật phải không? Thất tổ là người đầu tiên lập ra đạo Phật, người đầu tiên lập ra đạo Lão, người đầu tiên lập ra đạo Khổng, người đầu tiên lập quốc, tổ quốc. Phải không đó? Vậy là tổ 7, 7 chữ 7, con số 7 đứng đầu là Phật, học, là học Phật. Con số 9 là gì? Đạo Khổng. À, từ đạo Khổng là thiên nhiên con số 9. À, thất tổ cổ quyền hay là cổ quyền thất tổ. Ở trên đó, con số 9 cũng gọi là tôn nhân. Đạo Khổng là thì con số 9 là hết. Không, ở thế gian này là gì? Là cửu khanh. Về ở thế gian á, ông vua có cửu khanh là chính bệ đúng không? Đó, đó còn gọi là gì? À, thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, trung tể, tôn bá, năm không? Tư không, tư khấu, tư mã, tư đồ, muốn đất ông vua mới qua chính bực này là chính bệ. Rồi ở trên, trên trời á, có chính trùng, cổ trùng. Con số 9 là con số của là nho học mà phải không? Cửu trùng là gì? Đó. Nhật tinh, nguyệt tinh. Đấy, không? Rồi tới là kim tinh, mộc tinh. Đó. Thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh. Nhị thập tứ tứ mà nhị thập bát tú tinh quân. Rồi nam tào bắt đầu tinh quân có 9 không? Cửu trùng. Rồi tới Tây phương của con số 9. À, đặc biệt gì đó, đạo nho mà, đạo nho đi nó là con cố số số triết học. Triết học của đạo Khổng nó đi tới đạo Tây Phương, có cụ Khổng đi qua. Cụ Khổng đi qua là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, trung phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, trung phẩm, hạ sanh. Rồi trung, rồi hạ phẩm, thượng sanh, hạ phẩm, hạ trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh, phải chính. Phải cụ trùng, cụ Khổng đi qua không? Cụ Khổng đi qua, cụ xuống tính qua không? Tới dưới địa ngục. Đó. Ở dưới thế gian nhân gian ngũ vua chính bệ lên tới Ngọc Hoàng cửu trùng, qua tới Tây Phương thì cửu phẩm, đến đây là cửu tuyền. Cửu là chính mà tuyền là suối, là suối vàng hay đó, thác xuống suối vàng. À, thác tổ cửu quyền nơi chính suối, có phải không? Chính suối là cửu tuyền. À, con sông xanh, con sông trắng, con sông đỏ, con sông vàng, con sông đen. Rồi á, nước trong, nước đục. Đó. Rồi á, là trong đó nó có là nước mặn, nước ngọt. Chính suối đó. Phải vượt qua con nước đó là đây, rời khỏi cái cõi ta bà chúng ta đang ở, núi Tu Di đó. Là 48.000 dặm. Có núi Thiết Di. Thiết là sắt, Di là quanh. Quanh cái núi bằng sắt. Trong đó có 10 cửa. Mà thầy cũng nói đó. Thấy không? Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục mong 10 cửa, xem thấy cơ hồn nhất điện tầng Văn Dương, nhị điện Sở Giang Dương, tam điện Tống Đế Dương, tứ điện Ngũ Quang Dương, ngũ điện Diêm La Dương, lục điện Viễn Thành Dương, thất điện Sát Thái Thanh Dương, bát điện Bình Đẳng Dương, cửu điện Đô Thị Dương, thập điện Diễn Dương Dương. Một cửa rõ ràng, mỗi một cửa như vậy, nó có một, nó có 25 cái cách để xử. Mỗi một cửa như nha, 25 cách xử tội. Đó, mà đây là 10 cửa, xem thấy duyên hồn cho rằng coi thử có ngoài hay không. Vì gõ gà ở dưới có chín suối, ở trên thì có chín bệ, ở trên có trời thì có con số 9 nữa là cửu trùng, qua Tây Phương thì có cửu phẩm, con số 9 đặc biệt, cho nên có số 9 để trên. Mà con số 9, con số của nho học là học là công nhân. Rồi con số 7, số La Mã của Phật học là học Phật công nhân. Đó, đơn giản thầy đế. Hồi xưa đâu có ai thờ cửu quyền chứ để gì? Phước. Người ở Hoàng Hậu tôi trở về trước theo nó, từ khi Đức Quỳnh Giáo Chủ mà không có ra đời đó thì thờ chữ Phước. Còn người nào đó có tiền nữa đó, muốn cái ông mà thợ rẻ thêm nữa là hai chữ nữa là ba chữ Phước. Rồi xong. Khi Đức Thầy ra đời đó, Thầy mới viết trên cái bàn cửu quyền bốn chữ này. Thì từ đó tín đồ tới lưu, tín đồ lớn đó, người ta biết được chữ nho, đúng không? Còn nho, chữ nho thông, thấy không? Khổ thông chữ nho lắm. Cái đem về nhà thờ, từ đó mới gọi là cửu quyền thất tổ có từ Đức Thầy. Cho trước Đức Thầy không có nghe, phước, lộc, thọ, ba chữ ba nhà. Còn ta gom lại phước, lộc, thọ là đầu xong. Thọ bà đó là vậy đấy. Còn hôm nay Thầy triết lý của là đạo Khổng và đạo Phật đem ra đây là thất tổ của quyền. Đây đó. Bây giờ tới hôm nay đó, mình tại sao Đức Thầy để cho một cái
chứ trên ngôi Tam Bảo. Tam Bảo với bạn thêm một bài, không có hai bài, một bài thôi. Như vậy thì ở trên đó mình dễ hiểu không? Thờ Phật. Ngôi Tam Bảo thờ Phật cái gì đâu? Nó trống trần già, trong già là thầy nói Phật là gì? Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Vậy trong trong đó Tăng nó có thầy mình. Vậy là đây là chương trình học Phật trên ngôi Tam Bảo. Ở dưới này là tu nhân. Ngàn đời chính kiếp vị chân nhân đó cũng là về đạo nhân. Quý vị không, người ta ở đây mình không có thờ cái vấn đề mà bộ lưu nghe. Nếu nói về bộ lưu đó còn cái biểu tượng rất là rõ ràng là đạo Khổng nữa. À, tại sao có con lăn què mà nó ngón vậy nè? Đưa hai cái tay ra cái nó ngón trước. Cái bộ lưu đó là biểu tượng của đạo Thánh rõ ràng. Khi ông á Khổng Tử là ông ra đời, bà mẹ là Nhan Chinh Tại với bà ông Xuất Lương Ngột đó là ông 70 tuổi. 70 tuổi mà khi là kết hôn với ông bà Nhan Chinh Tại 18 tuổi sợ không có con. Nên muốn đi khâu cầu con. Khi cầu con sửa sạn xanh thì con Kỳ Lân xuất hiện. Và con Kỳ Lân xuất hiện thì bà mới buộc dây tay giải tay đỏ trên cái cần cổ á. Rồi bắt đầu là trong Thế Nhã Thế Ngọc ra có bốn dòng một dòng thơ. Thủy tinh chi tử di châu vi có vương, có nghĩa là con bà sẽ sau này ra đời làm vua không ngôi, buộc giải tay đỏ trên cái sừng con Kỳ Lân bắt đầu nó đi mất tiêu. Lúc đó là con Kỳ Lân bốn chân nghe. Khi ông dạy là Tam Thiên Đồ để thất thập nhị hiền xong, Khổng Tử đã qua đời rồi, ông truyền lại cái bí pháp cho cái ông Tăng Sâm đó là Sâm Hồ Ngô và đạo nhất dĩ quán chi Tăng Sâm ơi, đạo ta có một suốt thông khắp cả. Một hôm còn chừng 3 ngày nữa mất, con Kỳ Lân xuất hiện. Đó, cái này mới rõ ràng là ai thờ bộ lưu mới đặc biệt. Đây là đạo Khổng nghe, có biểu tượng rõ ràng. Cái con Kỳ Lân đưa hai tay vậy nè. Đó, cái đầu nó ngoái nè. Đó, cái đầu nó ngoái vậy đó. Là tiếng quà hai chân sau. Ông Khổng Tử ông than. Lúc đó ông 72 tuổi ông than nghe. Đây là cái biểu tượng rõ ràng đạo đạo Khổng. Mình không có nói cái này, người ta nói đạo Khổng là đạo gì, đạo nhân là chỗ nào. Mà thầy dạy mình đó là đạo nhân ở chỗ của Khổng Tử là điều đáng cấm thứ nhất. Thấy không? Điều đáng cấm thứ nhất rõ ràng là đạo Thánh. Ta cho nên uống rượu cờ bạc áo hiệu chơi bời theo đoàn, đứng với những chơi đoàn luân lý nè, đoàn ngũ linh, tam can ngũ thường nè, đó đạo Thánh rõ ràng. Nhưng mà chưa bằng cái biểu tượng. Ông than ba câu nghe. Ông nói Thái Sơn kỳ đầu thề, lương mập kỳ nguy hồ, kiếp ngăn kỳ ngoại hồ. Ông nói cây núi á là Thái Sơn phải đổ, cây lương mập đoạn đà ngã tan, người kiếp ngăn phải nguy. Rồi ông ở đó 3 ngày sau ông qua đời. Đây rõ ràng cái biểu tượng là mình thờ cái bộ lưu đó. Bộ lưu có con Kỳ Lân mà nó về à, hai cái chân mà cái hai cái giò nó chổi gì đó, hai giò trước đó nó làm về à chân lết không à. Nó đến luôn Khổng Tử luôn lết không. Đó. Thời kỳ đó là đời kỳ của nhà Châu Cảnh Dương và đời của nhà Lỗ nữa. Lỗ Ai Công. Ông ra đời thì Lỗ Tương Công năm thứ 20. Không? Đó thì Đức Khổng Tử ra đời đó vào đời của nhà Lỗ, mà Lỗ là Lỗ Tương Công năm thứ 20. Khi ông mất Lỗ Ai Công năm đó là ổng 72 tuổi thì con Kỳ Lân xuất hiện. Cho nên trong cái người đời và người đạo chúng ta đều có thờ bộ lưu, đó là đạo Thánh rõ ràng trong cái ngôi của quyền. Con Kỳ Lân xuất hiện là ổng chết tại chỗ rừng Khổng Lâm đó, tại đó cái Khổng Lâm đó là cái đền thờ con trốn đó. Mà bốn người nữa giống như vậy, xây lăng thờ y như nhau. Đó là ông Nhan Hầu là Phục Thánh đó, rồi ông Tăng Sâm á là Thông Thánh, ông Khổng Cấp á là Thục Thánh, rồi ông Mạnh Kha đó là Mạnh Tử đó là Á Thánh. Bốn ông này nè, khi người ta đã mất thì phải thờ y như Khổng Tử, gọi là tứ phối. Bốn đệ tử đầu tiên đứng đầu là tứ phối đó, là thờ y như Khổng Tử. Còn nó thất thập nhị hiền là riêng nằm dưới rồi, dưới bực này. Nó bốn bực này có thể là thay thế cho Khổng Tử khi Khổng Tử nó qua đời, để nói lại cái đạo cái lời của ông Khổng Tử để mà cho chúng sanh để mà nói nó theo. Cho nên cái ông á Tăng Sâm và Khổng Cấp nó viết ra tứ thư đó.
gọi là thực thánh và thông thánh, đó là thực lộ lò của Đức Khổng Tử giết cúng tư thư. Rồi tới ông Mạnh Tử, Mạnh Tử lên đồng Nguyễn Thượng, Đại học Trung Dung Luận Ngữ Mạnh Tử đó, Mạnh Tử viết ra hai cuốn Nguyễn Thượng Nguyễn Hạ đó, là trong cái tứ thư đều có ba mặt, ba tên ông này. Thứ nhất là Tăng Sâm, thứ hai là Khổng Cấp, thứ ba là Mạnh Tử. Đó, mới được quyền viết ra những cái lời của Đức Khổng Tử, nói truyền sau bốn cuốn sách gọi là tứ thư. Thư là sách, tứ là bốn cuốn sách, Đại học Trung Dung Luận Ngữ Mạnh Tử. Đó, cho nên gọi là tứ phố, ba cái ông này viết ra cuốn tứ thư, cho nên người ta thờ y như Khổng Tử. Đó, vậy đó. Thì cho nên hôm nay cái đạo chùa Cổ Huyền mình thờ đó, có cái bộ ly đó, đặc biệt là đạo Khổng là đạo nhân đó, là vậy đó. Ở trên đó là học Phật, ở dưới đó là tu nhân. Bàn xét vô trên thấy rằng toàn thể chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân là vậy đó. Rồi tại sao bạn thương nó đạo tiên, đạo tiên ta bẻ lý được, tại sao bà đạo tiên không đọc bài khác? Bà có quyền cho nó đạo tăng nhân ta chịu rồi đó, ta không cãi. Nó đảm bảo là bà đạo Phật chịu đó. Tại sao mà hồi đạo tiên mà đọc bài quy y ngũ nguyên cầu đó, nhưng mà mày đọc lợi đời thầy rất là chính xác. Thầy nói đó là đối dình gạch giá khắp từ nhà võ đạo si đồi, thấy xót xa bàn Phật giữa trời. Bà Phật có không? Phật giữa trời luôn chẳng đó. Vậy đây trong này là sự tam bảo, sự tướng tam bảo, lý tánh tam bảo, không có hình chân dung thầy, không có gì cả, thông lên ba cõi, thông đồng ba cõi, không quy nguyên tam giáo. Cái bàn thông thiên này đất đặc biệt là quy nguyên tam giáo luôn, phải không? Cộng đồng ba cõi là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, quy nguyên tam giáo là Phật thánh tiên tại đó. Bàn sao cũng được, nhưng mà bàn ở đây á, đạo Phật và đó, và đạo tiên ta bẻ, bị mình đọc ngũ nguyện cầu với quy y rang nhau không khác. Thì đây là lý tánh tam bảo, thầy nói là bàn Phật giữa trời hương không đốt, không rồi hương chúng nước gặp đau cà, bình thờ Phật thánh không ai nhớ, hữu sự ráo mời khổ dữ ha. Vậy thì bằng Phật giữa trời, thầy nói giữa trời là giữa trời bằng Phật đó, chứ không nói là cái gì nữa. Ở trong này là học Phật tu nhân là đúng rồi đó. Bây giờ mình nói đó, biểu tượng của đó là con kỳ lân và bộ lư, đây là đạo thánh rõ ràng. Khi ông Khổng Tử sửa sai dạng qua đời thì con kỳ lân xuất hiện, nó què cái chân, hai chân cháu nó què đó, nó lết không à, hai chân trước nó moi vậy nè, bơi đi tới vậy đó, cho nên hai tay đưa tới vậy nè. Rõ ràng ông thăng lên ba câu là ba ngày sau ông mất là 72 tuổi. Khi ông ra đời, kỳ lân xuất hiện, tướng lĩnh mà long lân quy phụng, con phụng hoàng xuất hiện là tây kỳ sắp sửa hưng, và ông Châu Dương Dương sắp sửa ra đời, xưa mạc thương phụng gái non kỳ đó, không rõ ràng là con chim phụng hoàng nó gái lên là thì ông Châu Dương Dương ra đời. Con kỳ lân xuất hiện là thánh chúa ra đời, mà thánh chúa không ra đời là Khổng Tử ra đời, nó đặc biệt gì đó. Còn cây ngô đồng xuất hiện ra thì ông vua Minh Chánh ra đời, có chim phụng hoàng đậu, cây ngô đồng ngấm dẻ độ ông xương, cho chim phụng hoàng đình xè múa. Vậy hôm nay cái ngày kỷ niệm là cái ngày ngàn đời của ông bà, mà ông bà đâu để đâu để ngô trên mà để ngô dưới, ngô dưới đó là ông bà, cũng có dùng được chăng? Thầy nói là bàn thờ ông bà có chi cũng nấy, dường linh đơn quải mới là có chi cũng nấy, vậy mà chăng không? Đó dường linh đó là bàn thờ ông bà cũng có dùng được chăng? Người ta ăn mặn cúng mặn, ta ăn chay cúng chay, còn mình giờ ăn chay cúng chay bình thường đó, vậy đó. Ăn thua người thờ, cái người thờ hôm nay tôi thờ ông nội tôi ăn chay, tôi cúng chay cúng rồi tôi ăn, không biết ông nội tôi ăn mặn ăn chay không biết. Mà thầy nói rằng là cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng, hồn linh siêu thoát mới nhẹ cao ba, không gây nghiệp nữa. Còn nếu người con mà ăn mặn mà cúng chay được quý lắm nghe, khó kiếm mà ăn mặn mà cúng chay nghe đó. Cha mẹ qua đời thủ để cha là giữ cái lệ mà để cúng chay, trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao ba, là không bị cháu buộc, không bị nghiệp, không bị nghiệp mới lâu. Đây là cái chuyện nó khó khăn, mà người ăn chay cúng chay là bình thường, mà người ăn mặn cúng chay mới là phi thường, khó kiếm lắm. Vậy hôm nay mình cái khái quát khái niệm về vấn đề là học Phật tu nhân của đức thầy mình hôm nay nghe. Hồi nãy bàn đầu tiên như là Cửu Huyền Thất Tổ là học Phật tu nhân đó, số 7 là số Phật học, số 9 là con số của nho học, đây là học Phật tu nhân tại Cửu Huyền. Nhưng mình bàn là cái hiện thực rõ ràng, cái sự nhìn nhận thấy rõ ràng là bàn thờ Cửu Huyền có thờ Bộ Lư đó, đạo Khổng rõ ràng luôn, có Kỳ Lân xuất hiện lúc đó thì ông mất. Ở trên đó, đạo Phật là học Phật và tu nhân vậy thôi.
Vậy hôm nay chúng ta lại đây đó, lại về vấn đề là Phật với Thánh. Phải không? Thầy nói rõ ràng đúng không? Đó. Vậy thì đó là tập ở ăn theo nếp Thánh Hiền. Rõ ràng không? Lòng tu tỉnh dòm Phật tìm ngô chi. Tập ở ăn theo nếp Thánh Hiền là gì? Cái nếp gì? Cái nếp tam ca ngũ thường, cái nếp tam tụng tứ đức là nếp. Trong nếp Hiền người xưa hiếu đứng đầu, phận làm con rể hoặc con dâu. Đó, ngọc bùi trả ơn cha mẹ. Thấy không? Đó. Ăn ở theo hiền khác giảng âu. Măng trúc mạnh tông thơm tốt, mãi hữu vàng quách cự tiếng thơm lâu. Vì hôm nay mình ngồi cây hiếu đó đó, là trong nếp, một trong nếp người xưa hiếu đứng đầu đó. Đó. À, xung thiên địa tứ thời xung tại thủ, nhân sanh bất hạnh hiếu duy tiên. Trời đất có bốn mùa, mùa xuân đứng trước, con ngồi trong hạnh hạnh hiếu đứng trước, đứng đầu. Đó, phải không? Rồi là hiếu, là hiếu thuận đó, thì hiếu thấu đến đồng trời thì gió mưa thuận mùa, hiếu thấu đến đồng đất thì dặn dặt quá nên, hiếu đến đồng trời thì mọi phút đều đem lại. Đó. Cho nên hôm nay cái hiếu của mình nó động đến lòng trời với đồng đất với lòng người là ai? Cái người đứng đầu đó là quý vị biết là ông là Vô Thúng. Đó, phải không? Cho nên đó, ông Vô Thúng đó động đến đồng trời thì mưa gió thuận mùa. Mưa gió thuận mùa là ông đi xuống dưới hồ Lâu Trạch á. Ở đó là bà dì mẫu á, bà mẹ ghẻ muốn giết á, là ông Vô Thúng đổ xuống hồ Lâu Trạch á để chài lá, chài cá, để chài kiếm cá cho ba ăn. Mà bà vô tình bà cố tình bà giết. Nhưng bà ở đó là sống lặng cho em phải gió mưa thuận mùa không á. Rồi tới đó là khi bà đóng động đến lòng đất thì mọi phước đều ra lại lên trên rừng á, trên cái hồ đó, cái non lịch á. Nó thấm rồi, thấm bây giờ lên trên đó đi con. Ông cha cũng ngặt chứ, nghe lời á, là mẹ ghẻ kêu lên trên đảnh á, rồi trói ông á trên cái cây á, cho con cọp nó ăn. Mà không ngờ voi vì ngài cày ruộng, chim vì ngài nhặt cỏ, con cọp cắn dây ra xạ lúa đúng trúng mùa, đem lúa về bỏ ghét cái nữa. Đáng lý là kể cái đó cái là thứ nhất nha, nhưng mà kể đó là bởi vì thuận theo cái câu nho của Thánh á, thì gió mưa thuận mùa thì ông xuống dưới cái hồ Lâu Trạch, mọi cái phước đều đem lại đó, động đến lòng đất, động đến lòng người đó. Là khi đó đó kêu ông về nữa, ông làm vua ở đến làm vua ở, ông vua là như rã hai người công chúa là Na Hoàng Nữ Anh. Bữa nào kêu về đây đó, là xây cái giếng, đào cái giếng để cho bà muốn uống, mà không ngờ để lập cái kế để giết ông. Ông biết rồi, chiếc này đó là ông đào, ông đào cái hang ngách bên, ông đào xuống trụng thức, ông đào lò là mất lò qua bên, cái đào cùng rồi cái nó hết chưa con, nó chưa, khi móc lên đàng hoàng ở trên tuôn đá xuống, ông núp bên trong, ông núp bên trong hoài, cái đá nó ép ông lên tới gần trên cái chỗ ông đào hồi nãy nó mất lò qua đó, thì ở đó từng có hai ngày thôi. Ông lấy cái xuống ông lên thì lát cái lúc này á, khi ông bị lấp rồi xong á, thì ông tượng là em cái nó không lợi tại triều đình nó nhất nhật vô dương nó đã quyền thiên hạ ta thế anh ta làm vua, cái người ta cũng là đồng tình, bởi vì nhất nhật vô dương là một ngày không vua đã quyền thiên hạ người ta lộn xộn, mặc áo của ông vua liền, áo ông lông bào của ông vua xứng liền. Lúc này ông chạy về cứ kê xanh mặt hết hồn rồi. Ủa tại sao nãy mình lấp đất rồi sao ông chạy về? Nói em ơi, nói em nghe, em thấy anh cũng thương lắm, cảm ơn em nghe, nhưng mà hôm nay anh về đòi thổi anh lên làm vua lần thứ ba rồi đó, không chết đúng không, lần thứ tư đã cái nữa, kêu ông về gà lập cái đậm lúa con lâu giờ, cái đậm lúa dựng cái nhà dột nhà giống nó đâu, bỏ tuôn lá xuống biểu ông lợp, khi lợp lên uống với mấy gì mới sao chắc lửa đốt lên, đốt ông chết cho rồi đi đó, muốn cố tình để giết. Đó, bắt đầu đốt bắt đầu ông lấy cái áo lông bào á, ông phả ngang cái ông ngâu ra như giấy dù á, nữa không cháy, ông về nữa thì ông vô nghiêu nó thôi, bây giờ chậm nói cho Khanh nghe nè, chậm nói với Khanh nghe thế này, Khanh về giết mẹ giết cha đi, bà ác phụ đó, bà ác phụ, bọn cha ác độc quá, thôi bây giờ Khanh về giết lên hai đầm vô, đóng treo áo lông bào liền, buông câu bệ hạ nói phải rồi, đành đàn ác thiệt, không có cha thì không có tôi, không có ba nuôi, hôm nay không có bệ hạ để trọng đâu, thôi xin miễn, không giết cha mà treo áo đây,
đó. Thì lúc này đó về nhà, không về nhà cũng bắt đầu ông vô ông ôm. Ông ôm lại, đó là người hiền, hiếu mà hiền. Đứng đầu đó, đứng đầu thập nhị thập tứ hiếu đó, động lòng trời, động lòng đất, động lòng người. Phước chí ưu thiên tất phong vũ thượng thời, đó là ông vô thân. Hiếu chí ưu địa tất dạng vật quá thành là vô thân. Hiếu chí ưu nhân tất chúng phúc lai trăng, đó là vậy đó. Vậy là hiếu thấu đến lòng trời, gió mưa thuận mùa, hiếu thấu lòng đất thì mọi vật đều đem đến, hiếu động đến lòng người, mọi phước đều đem lại, cả nhà đâu có chết. Phải người tiểu nhân đúng không? Nó thù một cái nó dứt cái trơn trong nhà đó. Quân tử thắng thiểu tiểu nhân an toàn, tiểu nhân thắng quân tử gian nan, là vậy đó. Cho nên là ổng là người hiếu đứng đầu, là ba cái đó đều có hết đó. Phải không? Trời đang đó là phong ba bão tố sống ầm, ông đem cái chiếc thuyền đó là tự nhiên sống lặng gió yên, ông đó là để bắt cá đem về. Để đất trên đó đó toàn là voi không, là giữa dưới tượng chứ toàn là thú dữ không, buộc dây đó lên cọp cắn dây ra xạ lúa. Thấy không? Đem về, đó là mọi phút đều đem lại. Đó là mọi cái điều là phút thấu đến lòng đất thì mọi phút đều đem lại. Rồi tới khi nó động đến lòng người thì do thì là tất nhiên là điều là hòa, là điều an. Cho nên cuối cùng ông đứng đầu là nhi thập tứ hiếu, có ba điều đó đó. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ông có tâm hiếu, ông có hạnh hiếu luôn. Cho nên ông Khổng Tử sắp đứng đầu có nhi thập tứ hiếu. Vì ba câu đó của ông Thánh ấy, thì ông Khổng, ông là vô tướng đã đạt được. Cho nên cuối cùng mình giờ hôm nay mình học theo Trần Ai ha. Trần Ai đó: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Vậy là người phải có hiếu, đã kể có nghĩa đó, vậy đó. Hiếu nghĩa đi đầu. Mà ông là đất nước Việt Nam nó ai được? Chỉ có mình ông là Nguyễn Trung Trực được. Cái chữ Trung là bình thường rồi phải không? Chữ Trung là ông không đồng pháp, nhưng mà được cái hiếu và cái nghĩa đó. Hiếu là cứu mẹ ra 100 người đồng bào tại làng Tà Điên, đó là nghĩa. Ông cứu làng Tà Điên không biết bao nhiêu lần, mà trận đó là ông cũng cứu được 100 người ở trong cái nhà tù của người Pháp á. Ông là bị bắt, mẹ bị bắt với 100 người đồng hương, nó lo Trung Trực không ra giết 100 người đồng bào ở Tà Điên. Và ông Nguyễn Trung Trực không ra giết mẹ, rồi ra cứu mẹ trong đồng bào hiếu nghĩa đó. Rồi chức gì? Không muốn cho chức chặt đòn tay, là trung nước, trung hiếu lưỡng toàn thiên nghĩa nữa. Ông đạt được đó. Danh mua không được, chức lợi mua không được. Bây giờ muốn bao nhiêu mẫu? Một mẫu 100 công, 100 mẫu tôi dám cho ngài. Không chịu. Người con gái đẹp ở tại miền Tây này, ông muốn bao nhiêu người tôi sẽ tấn về đó. Nhà bao nhiêu nóc, nhà lậu bao nhiêu nóc, không chịu. Cuối cùng thì ông đã đạt được là không danh, không lợi, không tình. Đó. Ở thế gian á, ngài là quan thượng, là trên quan. Phải không? Đẳng là bằng, là cái cấp bậc. Đẳng là cấp bậc đó, cấp bậc quan là trên quan. Còn thần đó, đại thần lớn hơn các vị thần, được trung và hiếu. Các vị khác đó đều được chữ trung, không có chữ hiếu. Các vị khác có chữ hiếu, không có chữ trung, mà hôm nay được trung hiếu vì lưỡng toàn. Cho nên đại thần, quan thượng. Nó đứng về quan hả? Thì ông đứng quan văn, quan võ, đứng trên bậc quan, được chữ trung. Còn thần đó là lớn hơn các vị thần, đó là được chữ hiếu. Cho nên ông quan thượng đẳng đại thần, có thể nói là ông quan công á, bên Tàu á, với ổng á. Thì đó, Hớn Thọ Đình Hầu là cái danh của ông Tàu Tháo cho khi đi bỏ lại. 3 ngày thì tiệc lớn, 7 ngày tiệc nhỏ. Lên ngựa thưởng vàng, xuống ngựa thưởng bạc, gươm để đó. Ở với Tàu Tháo 3 năm y gian không xài một đồng. Khi nghe tin đó là, nghe tin đó là ông huynh trưởng ở tại là Bắc Hà là ở tại chỗ là của ông Viên Thiệu, thì bắt đầu tôi sẽ giết đó là Văn Xú và cái ông là Nhân Lương. Thì đến đó bỏ là hết, nói giết thơ lợi, nói với Trưng Liêu, nói với Tào Công á, bao nhiêu tiền của ông ở trong cái thành Hứa Xương á, 5 người mỹ nữ ở thành Hứa Xương mở ra đang cho vụ ổng, cho ông Tiêu Tấn Tùng ổng á, mà ông không cần 50 người mỹ nhờ mỹ nữ, rồi 2 người chị dâu nhốt chung một nhà, ổng cắt ngang ổng đầu cái cửa, ổng ngồi đọc sách Trưng Thu ban đêm, ban ngày thì giữ không cho ai quấy rầy nhị tẩu,
Tào Tháo cho ngặt nghe bằng cách ly gián. Giữa là nhị tổ với ông Quan Công này sẽ loạn gia loạn dâm. Loạn dâm rồi tất nhiên là anh em không còn gặp nhau. Không còn gặp nhau thì cái đầu đũa chẻ làm hai, một chiếc dễ bẻ, mà không bẻ nổi Quan Công. Đó là vậy đó. Rồi ông Nguyễn Trung Trực cũng vậy đó. Không bẻ nổi, cái danh không bẻ được, một cái lợi không bẻ được, cái tình cũng không bẻ. Và cuối cùng lên đàn cầu đài bữa ngày 28 tháng 8. 28 tháng 8 thì ông lên bốn câu thơ: thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đổm khí hữu đông tiền nhật, anh hùng nhật ngộ vô dung, địa báo hận thâm cù bất tế đói thiên. Theo việc binh nhung tự thở trai, hăng phong trần hăng hái tuốt gương mài, anh hùng gặp phải hồi không đắc thù hận, trang trang chống đầu trời. Chừng nào tay nhổ hết cỏ Việt Nam, hết người Nam trong tay, ông đừng nói giết tôi chết mà tôi chết. Tôi không chết đâu, tinh thần vẫn sống. Người Tây đi ngang đầu mộ, đọc nói chết không còn thằng. Đơn giản vậy đó. Chết là chết rồi bị chôn đó nghe. Mà người Tây đi ngang đầu mộ của ổng là chết lật ngang học máu, lật ngang học máu, lật ngang học máu. Đi dưới chân mộ ổng thì thôi. Chết rồi mà vậy đó. Đừng có sợ ông Nguyễn Trung Trực một cái khủng khiếp. Đó. Người Việt Nam đi đầu mộ là thôi. Mà người Tây đó nghe, đi ngang đầu mộ lật ngang học máu. Họ lật máu cho nó rơi như đột quỵ đó. Thấy không ghê chưa? Đã chết rồi còn chiến đấu chứ không mát, nhất định không có cái độ trợ chung mà. À, cuối cùng đó là ổng là một người hiển thánh. Rồi khi chết ha, bảy cái nụt là tối xìm khóa lại. Khóa lại tới thứ sáu thứ bảy là cái bóp một cái dân là 14 khúc. Ổng chưa? Nói là ông đó, Nguyễn Trung Trực này là máu rớt xuống dưới đất, cái là ổng hiển thánh. Đó, mà cuối cùng đó là khóa lại bằng bảy sợi dây là tối, khóa lại cho cái quyệt, hạ quyệt xuống rồi bóp lại. Tới cái ổ khóa thứ bảy là vừa bóp xong cái cớp nổ cái chát dân 14 khúc. Ấn chưa? Đó là hiển thánh rõ ràng luôn. Đầu đó xuống đất mà cấm lên, dựng lên gắn lại đàng hoàng. Hai người xã thủ mà đang giết ổng rồi lật ngang chết ngắt không còn. Thành ra cái khí pháp ông rất là mạnh, rồi cái trung ông rất là lớn, cái hiếu rất là rộng, và cái nghĩa quá bao la. Cho nên cuối cùng là ông là thành đại thần đất nước Việt Nam, là danh không ham, lợi không ham, tình không mến. Hôm nay mình đã thấy là đất nước Việt Nam có mình ổng, không có ai hết, phải không? Nói vậy đó. Cho nên hôm nay cái chung người hiếu đó là hiếu trung tiện chuyển tích sò. Người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Đó, vậy hôm nay cái chung cái hiếu là nó là cái người anh hùng của đất nước Việt Nam, đồng Nguyễn Trung Trực. Thứ hai là Đức Cố Quảng. Đó, vậy duy nhất Đức Cố Quảng nữa. Đó, ổng là đề quan võ theo đứng đầu. Đó, ổng là cũng trung trang nghĩa khí. Đó, rồi giờ ổng bỏ xác đi luôn. Không, ổng có bỏ xác, dẫn xác đi luôn. Cái người giữ xác là chứng vào quả của A-la-hán. 155 năm rồi mà cuối cùng cái mộ ổng đâu không thấy. Không, thì ổng vào dập vào quả thánh đó. Thánh là vượt cỡ là A-la-hán á, giữ mà giữ được cái xác. Còn người mà không vào quả A-la-hán với viên giác với Bồ-Tát, cái xác này hoại, phải chết y như người ta thôi. Nhưng mà ngược lại là ông Đức Cố Quảng vẫn còn giữ xác y thinh. À, Đức Thầy dẫn Đức ông lên trên núi Tà Lơn gặp đó. À, vì hôm nay mình ráng làm sao noi theo cái đức, cái tiền năng. Thầy nói đó là muôn bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm chúng ta cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát. Giải thoát là không còn cột buộc cái danh, không còn vội đi cái lợi nó buộc, không còn bị cái tình nó buộc nữa. Giải thoát là cởi mở, tháo gỡ hết. Mình không bị tháo gỡ là chưa giải thoát. Còn là ngặt, thầy nói ngặt đó. Ngặt gì chứ lụa lắp đèn pha nó dướng. Chứ ngặt là dướng vô tứ đô tường, dướng vô ngũ quẩn, dướng vô lục căn, dướng vô lục trần, cho nên là ngặt. Vậy là không ngặt nữa là giải thoát. Bạn đi đến con người ta đường giải thoát. Giải thoát rồi là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh, như thế có chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật. Phật dạy rồi, phải không? Đó. Và của tiền nhân, mình nói là tiền nhân là bực ra đi kế mình đó, là ông Quan Thượng Đẳng Đại Thần với ông Đức Cố Quảng. Đó là tiền nhân đi trước. Những cái gì, cái ông nào không tu ngày nào trên mà danh ông ham, lại không ham, mình tu vậy mình còn vướng vô thì mình thua thiệt đó. Đâu tu không tu ngày nào đâu, mà hôm nay mình lại hoài là không phải lại là cái chức của ông nha, không phải lại cái tước của ông. Ai lại cái dựng mới tu lại cái chỗ mà ông gan mà lúc đó mới 28 tuổi dám phóng được chiếc tàu pháp, đốt chiếc tàu pháp đó ở ngoài sông Dịch Tảo. Cái thứ hai là ông gan nữa, ông dám trung vô trong đó là 1.000 lính Tây ở tại thành Kiên Giang, dám trung vô một tay không,
Một tay không dám lấy thành gạch giá đó, bộ đi mình vào 1.000 người dám chung vô không? Đó. Cái buổi thọ nói với Nghĩa Bình đó, các người nói nghe nghe, ta nói các người ta sẽ lấy thành gạch giá chơi 3 bữa. Rồi người đó là Nghĩa Bình nói, ngài ơi, người ta thành công đại bác, người ta không mà làm sao ngài lấy thành gạch giá, ta nói vậy chứ thật sự y vậy. Bữa nọ đấy à, qua hết 1 năm rồi, ta đâu có nhớ tới cái lời của ông nói đâu. Lời ông là tiên đoán, lời ông là quyết định, người ta không hay. Đây bữa nay các đoàn các Nghĩa Bình ngay nghe, bữa nay là một cái chiến dịch khác nghe, chiến dịch này là chiến dịch lạ. Cái chiến dịch gì lạ ngài? Chiến dịch công vọng. Cái chiến dịch công vọng là vậy, mặc quần xì lõn. Mặc quần xì lõn nghe, ở trần hết trơn, hết trơn Nghĩa Bình mình đó. Giờ một là lấy nhớt tha, thứ hai lấy đất sét tha. Làm gì á? Bởi vì mình tha chân chân là ta mở nhám nhám là địch. Bữa nay phá là thành gạch giá chơi ổng mấy ông Nghĩa Bình hết rồi mà. Chàng ơi, ông nói là 2-3 năm trước, sau bữa nay ông thực hiện ta. Thiệt đó, đêm nay là tôi chung vô trước nè, tôi sẽ phá thành gạch giá, tôi trọt cái chuối vô trước. Khi người phá khoát giác để chặt cái chuối, thì đây là cái dao đâm ẹt tới. Gờ áo là địch, gờ nhám là địch, chân là ta bút. Đó, cuối cùng thấy không, có một đêm một phá thành gạch giá, 1.000 người lấy 300 khẩu súng của ông Pháp. Ghê chưa? À, cho nên ông gan là gan vậy đó. Gan cách là dám chung vô thành gạch giá, trong đó là quân Pháp không. Không có ai cho mình ổng da gan gì đó. Mà nghĩ bên ông chừng có 1.000 à, người ta tới được cái mấy ngàn. Nói không, thằng Công Đại Bắc nó hay được, nó xạ ra một cái không còn mạng. Mà dám chung vô là gan đó. Mà rất chưa mà dám chui ra lên chiếc tàu ấy, ta răng ở tại dòng sông Nhật Tảo đốt chiếc tàu Pháp nó nhặt nữa. Cho nên là sau này nhà thơ Đông Hồ mới nó dịch lên 2 câu mà hết giờ phải không? Là nhà thơ Văn Đạt hay là nhà thơ Đông Hồ gì đó. Quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khiếp vĩ thần. Đó, lửa cháy ở tại là dòng sông Nhật Tảo, lửa lớn hồng là lớn nha, lửa lớn dòng sông Nhật Tảo đã cháy đó, rồi lấy được thành kiên giang là quỷ thần khiếp, quỷ thần sợ luôn. Thưa quý vị, hôm nay thì chia sẻ với quý cô bác anh chị em về vấn đề cái khái niệm về cái vấn đề mình thờ của quyền và tam bảo, đó là học Phật tu nhân. Nó gọn là như vậy, thì đây là cái chiếc lý của đạo Phật, đạo Thánh Đức Thầy gom vào đây chỉ 2 ngôi thờ thôi. Giờ hôm nay mình nhắc lại với tiểu sử của ông Quan Thượng Đẳng Đại Thần là Nguyễn Trung Trực để mình nuôi theo cái lòng gan dạ là trung hiếu của ngài, để chúng ta để học đòi. Học đòi thì gương phẩm Thích Ca, hôm nay mình đọc học đòi gương phẩm của ông thần, ông thánh, ông tiên, để mình là cắt xén được cái gì mình cắt xén, coi như bỏ được cái gì mình bỏ, cái gì mình làm thì mình làm, để mình tiến bước lên con đường đi tới, có không bao giờ sụt lùi đi sao. Đến đây thì chúc lời, trước khi rời khỏi nơi đây, cầu chúc quý vị mình thân được khỏe, tâm được an. Cái kỷ niệm của ông bà trong ngàn đời, chúng ta nhắc lại những cái hiếu và cái trung, để cái điểm tựa là học Phật và tu nhân của Đức Thầy đang chỉ. Bàn xét như trên thấy rằng toàn thể chúng tạo chúng ta thuộc hạng ta gia cư sĩ, học Phật tu nhân. Lần nữa xin chúc cầu quý vị mình thân được khỏe, tâm được an, trí huệ mở mang, tu hành tinh tấn đến khi Đức Thầy trở góp. Đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.